Ok, xin chào bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là người ấy nghĩ gì về mối quan hệ này. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài nha. Tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình này để dễ chọn hơn. Sau đó mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha. Xin chào bài riêng có thể inbox giùm mình ha. Người này nghĩ rằng á, là họ cố gắng làm việc để có thể cho bạn một cái điều gì đó trong cái cuộc sống, hoặc là mua sắm cho bạn, hoặc là tạo cho bạn một cái nền tảng gì đó trong cái cuộc sống. Nếu như mà cái người này đang không có tương tác hay là không có gọi là tương tác nhiều với bạn á, thì mình thấy rằng là cái người này á, họ muốn mang một cái bất ngờ, mang một cái số tiền lớn, mang một cái tài sản, mang một món quà, mang một tin tức gì đó nó rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp đến với bạn để có một cái sự khởi đầu mới nào đó với bạn. Người này thì thấy rằng là trong cái quá khứ, có thể là cả hai người đã có một số những cái gọi là chưa có đúng cái thời điểm đó để mà hai người có thể bồi đắp hoặc chia sẻ hoặc này kia các thứ đó. Nhưng mà cái người này ấy, lúc mà trong cái quá khứ mà kết nối với bạn á, thì thực sự là họ có rất là nhiều cái cảm xúc, cái tình cảm, cái chemistry, cái 18 cộng vân vân đó. Và hiện tại cái người này thực sự không cam tâm khi mà để cho bản thân của bạn rời khỏi họ, hoặc là họ cũng không có cam tâm. Nói chung là họ sẽ rất là nhanh chóng, hoặc là nhanh nhẩu, hoặc là rất là nhiệt tình để mà tìm bạn, để đến với bạn, để mà này kia đó. Bởi vì họ thật sự trong lòng của cái người này mình cảm thấy là họ không có được cam tâm lắm nha bạn nha. Đó, nhưng mà mình thấy giữa bạn với cái người này, khi họ nghĩ về bạn á, họ cảm thấy là họ không muốn mất bạn nè. Họ cảm thấy là giữa họ với bạn á, có những cái khoảng thời gian đó, là những cái thời điểm đó, nó không có đúng cho hai người, không có phù hợp cho hai người. Hai người đã hành xử với nhau không đúng. Người này cảm thấy rất là buồn, rất là cô đơn khi mà phải ngắt kết nối với bạn. Họ cảm thấy bị bỏ rơi, họ cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm đó. Họ muốn cái chuyện 18 cộng với bạn, họ suy nghĩ rất nhiều về bạn, họ lo lắng rất nhiều về bạn. Và họ nói rằng là bạn sai ha, bạn sai khi mà nghĩ họ không có tình cảm hay này kia gì đó các thứ đó. Thì cái người này á, thì họ cảm thấy rằng là họ có yêu bạn, họ có tình cảm với bạn. Và năng lượng này á, thì á, cái người này họ đang chờ đợi cái đúng cái thời điểm, hoặc là trôi dòng đến cái thời điểm rằng là cả hai người có thể là trở thành những cái phiên bản mới tuyệt vời hơn, để mà có thể kết nối, để mà có thể hạnh phúc, để có thể mà tương tác, hoặc là vui vẻ, hoặc là hạnh phúc với nhau đó. Thì mình cảm thấy trong nguồn năng lượng này á, nếu mà người này với bạn đều là độc thân hay này kia các thứ, thì cái người này có khả năng là họ nghĩ về bạn giống như một gia đình, họ nghĩ về bạn với một cái sự ấm áp, họ nghĩ về bạn, họ cảm thấy rất là muốn xây dựng gia đình với bạn ha. Thì thời gian kế tiếp có thể là bạn sẽ nhận được tin nhắn của cái người này nha, hoặc là nhận được một cái may mắn, hoặc là một cái offer tình cảm, hay là kiểu như là làm cái gì đó cho bạn vui đó. Và mình thấy rằng là cái người này có vẻ như khá là tò mò về cái cuộc sống của bạn. Họ không biết bạn như thế nào. Nếu như mà họ cho dù có kết nối hay không kết nối, thì họ cũng đang rất là tò mò về cái cuộc sống của bạn đó. Mình thấy là cái người này giống như kiểu như là họ dính cái tình yêu với bạn, họ dính cái thính, cái độc tình yêu với bạn đó. Có thể là họ im hơi lặng tiếng, họ không để cho bạn biết rằng là bạn rất là thu hút họ. Rồi họ tự hỏi rằng là bạn có hạnh phúc khi mà bạn đang ở một mình, hoặc là bạn tự bản thân bạn vui vẻ với bản thân mình, thì bạn có thật sự hạnh phúc khi không có họ hay không. Họ cũng tìm kiếm bạn, họ cũng nghĩ về bạn, họ cũng gọi là muốn đến với bạn. Nếu người này có khoảng cách địa lý thì chắc chắn trong thời gian sắp tới họ sẽ nói với bạn rằng là họ sẽ đến đó, họ sẽ kết nối đó, rồi họ sẽ tương tác với bạn đó. Đó, và cái người này họ có thể là tỏ vẻ như là hơi lạnh lùng, nhưng mà thực chất thì họ rất là
thích bạn hoặc là họ rất là cần bạn, nhưng mà bạn đừng có kỳ vọng rằng là cái hành động người này thể hiện quá rõ ràng về cái việc mà trao cho bạn cái gì đó này kia các thứ ha. Tại vì mình nghĩ cái người này họ sẽ không có làm những cái việc nhỏ nhỏ, họ sẽ làm những cái việc lớn. Ví dụ giống như là họ sẽ cho bạn cái gì đó lớn lao, hoặc là họ sẽ hứa một cái gì đó lớn, chứ họ sẽ không có kiểu như chăm sóc rồi nhắn tin rồi hỏi thăm rồi hỏi han nhiều đâu ha. Những cái đó có nhưng mà ít thôi, vừa thôi ha. Rồi mình thấy là cái người này họ đang rất là buồn nha. Họ buồn vì họ không có được cái sự kết nối với bạn, hoặc là họ buồn bởi vì giữa họ với bạn là không có được cái thời gian nhiều với nhau. Họ đang bận cái gì, họ đang bị mắc kẹt cái gì đó, nên là cái người này họ rất là buồn. Họ nghĩ về bạn nhiều đó, nhưng mà kiểu giống như là mình cảm thấy là họ cũng có những cái nỗi lòng của họ, không có thể nào mà được giống như họ muốn. Họ cảm thấy mối quan hệ giữa họ với bạn á không được giống như họ muốn, nhưng mà họ rất là mong muốn cái mối quan hệ này. Mình thấy á, nếu mà nói về cái việc mà người này mong muốn một cái gì mà tốt đẹp hay to lớn cho mối quan hệ này là có nha bạn nha. Ok, mình sẽ kết thúc trả bài này ở đây. Bạn xem trả bài riêng thì có thể inbox giùm mình ha. Rồi, ok, người này nghĩ gì về mối quan hệ này? Người này nghĩ gì về mối quan hệ này? Người này nghĩ gì về mối quan hệ này? Mình sẽ thấy được là đầu tiên á nha, người này rất là thích bạn, người này cảm thấy rất là lãng mạn trong mối quan hệ với bạn. Họ đang muốn tấn công bạn, họ đang muốn mời bạn đi hẹn hò. Họ cảm thấy họ sẵn sàng hơn cho mối quan hệ này. Họ cảm thấy bạn làm cho họ rất là vui vẻ. Họ cảm thấy rằng là mọi thứ trong cái năng lượng, trong cái mối quan hệ này á, nó đang có những cái chiều hướng nó tốt đẹp hơn. Họ cảm thấy bạn là một phần nào đó gọi là soi chiếu những cái lo lắng hoặc là những cái tổn thương trong họ đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên á, họ mới có thể gọi là họ với bạn mới có thể gọi là vượt qua một cái giai đoạn là nhập nhằn những cái điều cũ, hoặc là những cái giai đoạn mà nó bị lặp đi lặp lại nha. Mình thấy là giống như bạn sẽ làm cho họ bước ra khỏi vùng an toàn nè, bạn sẽ làm cho họ là không có còn im lặng nữa mà phải đứng lên giải quyết nè. Bạn sẽ làm cho họ cảm thấy là mọi thứ trong cái cuộc sống này giữa bạn với họ là vẫn còn cái duyên nợ với nhau nè. Đó, cái người này thì họ sẽ âm thầm quay trở lại, hoặc là sẽ âm thầm quan sát theo dõi bạn. Họ luôn quan sát theo dõi bạn cho dù là họ có ở đâu, họ có nhắn tin hay không nhắn tin. Và mình thấy rằng là họ sẽ kết nối trở lại. Đó, cái người này họ hối hận vì những điều mà họ chưa kịp nói với bạn hoặc chưa nói với bạn. Và cái người này thì họ sẽ nghĩ rằng là họ với bạn sẽ kết nối lại với nhau. Cái người này họ không thể nào ngừng nghĩ về bạn. Họ cảm thấy bạn là một cái bài học dành cho họ. Họ phải học cái bài học đó. Đó, họ phải tốt hơn trong cái cuộc sống của họ, trong cái năng lượng của họ. Cho nên là họ cảm thấy là họ yêu bạn ha. Họ có cái tình yêu với bạn. Họ cảm thấy họ yêu bạn. Họ cảm thấy rằng là bạn với họ đó là có cái duyên nợ. Họ có thể là họ đeo mặt nạ, họ không thể hiện rằng là họ yêu bạn, họ thích bạn, họ có tình cảm với bạn. Nhưng thực sự thì họ cảm thấy là bạn là cái người rất là tuyệt vời, mang đến cho họ rất là nhiều cái cảm xúc. Họ cảm thấy rằng là giống như họ cần thời gian, bởi vì có thể rằng là họ chưa thực sự gọi là có thể gọi là hoàn toàn bước ra khỏi những cái điều cũ hay này kia. Và khi bạn đến á, thì bạn giống như bạn ép họ, giống như là bạn mang đến cho họ một cái cảm xúc gọi là phải thay đổi, phải có những cái điều dành gì đó cho mối quan hệ này đó. Vì vậy cho nên á, là mình thấy là cái này là cái duyên gặp lại của bạn với cái người này là sẽ còn, nếu như hai người ít kết nối, cũng giống như là cái nợ của hai người cũng còn. Và mình thấy rằng là cái người này thấy vậy chứ cũng suy nghĩ rất là nhiều, và mình thấy là mối quan hệ này sẽ có thể là không im lặng với nhau nữa, không có, sẽ thay đổi cái cách tương tác với nhau nhiều hơn, cái kiểu là vậy.
Có thể là người này sẽ hẹn hò với bạn, có thể là người này sẽ kết nối nhiều hơn với bạn, nhưng mà năng lượng này thì mình nghĩ là có cái khoảng cách địa lý nào đó, nó cũng làm cho mối quan hệ này nó cũng bị cản trở bớt phần nào. Nhưng mà phải nói rằng là người này nghĩ về mối quan hệ này rất là sâu sắc nè, rất là cảm xúc rất là mạnh mẽ nè, và rất là lãng mạn nè, rất là cảm thấy yêu bạn nè, cảm thấy cái cảm xúc trong cuộc sống nó tràn trề nè, nó tốt hơn nè, và họ cảm thấy bạn là một cái gì đó gọi là định mệnh của họ nè, là một cái nợ, một cái duyên nợ nào đó của họ nè. Đó, họ cảm thấy như vậy các bạn ha. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc trả bài này ở đây. Bạn xem trả bài riêng thì có thể inbox giùm mình nha. Người này á, nghĩ gì về bạn thì mình thấy người này nghĩ toàn là một cái màu sắc 18 cộng về bạn thôi, rất là nhiều luôn. Người này muốn bạn, người này á, là cảm thấy rằng là họ nghiện bạn, nghiện ngập cảm xúc về bạn, họ đau khổ vì bạn, họ theo dõi thông qua mạng xã hội tất cả những điều về bạn đó. Họ cảm thấy rằng là bạn làm cho họ khá là gọi là khốn khổ, khá là khốn đốn đó. Cái người này á, là họ cần cái thời gian chữa lành, và trong cái khoảng thời gian chịu lầm thì họ sẽ ít nói, hoặc là họ không thể nào nói chuyện được với bạn kiểu giống vậy. Và họ hy vọng rằng là một ngày nào đó giữa bạn với họ sẽ không còn cái khoảng cách đó, sẽ tha thứ cho nhau, sẽ họ không nghĩ rằng là cái việc mà để cho bạn rời đi hoặc là chia tay với bạn hoặc này kia các thứ đó, nó làm cho họ lại khổ sở và khốn đốn như vậy đó. Nhưng mà họ biết rằng là có những cái khoảng thời gian đó, là bạn với họ không có trọn vẹn dành cho nhau, họ có những cái người khác phải tập trung, có những cái vấn đề khác phải tập trung, có gia đình hay là có ai đó khác phải tập trung. Vì vậy cho nên là bạn với họ không thực sự là người dành cho nhau, nhưng mà không có họ phải cố gắng làm việc để mà họ quên đi bạn. Nói chung là mình thấy cái người này là nghiện ngập cảm xúc và suy nghĩ về bạn muốn bệnh luôn. Nói chung là suy nghĩ về bạn muốn bệnh luôn, là cũng như là rất mệt mỏi luôn, rất là nhớ bạn luôn, rất là muốn kết nối với bạn luôn. Tưởng tượng những cái hình ảnh mà hai người mà kết nối với nhau là vui vẻ như thế nào, cảm xúc như thế nào, tràn trề như thế nào, hòa hợp như thế nào đó. Và họ sẽ kết nối trở lại, họ hay theo dõi bạn thông qua mạng xã hội, họ hay tò mò về cuộc sống của bạn đó. Họ với bạn chắc chắn là sẽ gặp lại. Và mình thấy rằng là trong nguồn năng lượng này á, thì cái người này á, họ muốn một cái khoảng không gian riêng á, tại vì là họ chưa có đối diện được với mối quan hệ này, cũng như là họ kiểu như là họ cũng không biết phải làm sao với mối quan hệ này. Nhưng mà cái người này là rất là nhớ bạn nha, rất là nhớ bạn, rất là nhớ nhung bạn đó. Cái người này nhiều khi họ ám ảnh bởi bạn, bởi vì có thể rằng là cái sự ám ảnh này là nó thuộc về dạng như là họ nghĩ rằng là có thể rằng là bạn không có còn quan tâm đến họ nữa. Nói chung bạn với cái người này là một mối quan hệ open relationship nha đó. Thì có thể rằng là người này á, thì họ nghĩ về bạn như là một cái người rất là xinh đẹp nè, tự do nè đó. Và cái người này họ thấy rằng là bản thân của họ với bạn á, là thực sự là không phải dành cho nhau, cho nên là cho dù á, là có cái chuyện 18 cộng hay có cái đam mê hay có cái suy nghĩ gì về nhau, thì cái người này hiện tại cũng không có nghĩ rằng là sẽ cam kết hay là sẽ này kia với bạn ha. Họ không nghĩ cái vấn đề cam kết hay này kia với bạn, họ không có những cái nguồn năng lượng cam kết này kia các thứ với bạn ha. Đó, họ chỉ đơn giản là nhớ quá chịu không nổi hay là này kia các thứ sẽ tương tác hoặc kết nối với bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox giùm mình nha.